Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi các tin tức mới nhất trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, mới đây, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm đã cho biết quy định sửa đổi sắp tới sẽ yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội thực hiện định danh dù sử dụng nền tảng của nước ngoài hay trong nước. Hiện nay, khi cơ quan điều tra ở địa phương làm văn bản đề nghị xác thực các tài khoản trên mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì có trường hợp xác định được, có trường hợp còn gặp khó khăn do một số đối tượng phạm tội sử dụng tin nhắn bằng ứng dụng OTT xuyên biên giới. Vấn đề trên tới đây sẽ được giải quyết bằng khuôn khổ pháp lý cụ thể, nhất là khi Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với dự án luật viễn thông sửa đổi, trong đó quy định sẽ quản lý các ứng dụng OTT nước ngoài như là các nền tảng trong nước. Nghị định của Chính phủ thay thế các nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng sẽ được ban hành trong năm nay, yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội thực hiện định danh dù sử dụng nền tảng của nước ngoài như Facebook, TikTok, YouTube hay trong nước. Tài khoản không định danh sẽ bị đấu tranh, ngăn chặn, xử lý ở các mức độ khác nhau. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức khảo sát xây dựng điểm dân cư liền kề trạm biên phòng tại xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Điểm dân cư liền kề trạm biên phòng gồm 15 căn nhà cấp 4, mỗi căn có diện tích 80m², có một phòng khách, hai phòng ngủ, nhà bếp và hệ thống công trình phụ. Tổng kinh phí xây dựng 140 triệu đồng một căn, trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 100 triệu đồng một căn. Đối tượng thụ hưởng là cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực, công an, bộ đội biên phòng, dân quân dự bị đã có gia đình, chưa có nhà ở và những hộ dân có đất sản xuất, tình nguyện, lên sinh sống trên biên giới. Ngoài ra, tại mỗi điểm dân cư, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ thêm 600 triệu đồng để bảo đảm điện sinh hoạt, nước sạch cho bà con sử dụng, cũng như hỗ trợ mỗi điểm dân cư một con bò giống sinh sản. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước mới công bố cho biết, tổng tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng cuối tháng 2/2023 đạt gần 11,8 triệu tỷ đồng, giảm hơn 23.800 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tương đương giảm 0,2%. Lý do cho mức suy giảm trên đến từ việc tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm mạnh. Theo thống kê đến cuối tháng 2, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 5,615 triệu tỷ đồng, tương đương mức giảm 5,68% so với cuối tháng năm 2022. Đáng chú ý, đây là tháng thứ hai liên tiếp tiền gửi của các tổ chức kinh tế suy giảm. Ước tính chỉ sau 2 tháng đầu năm, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đã giảm đến 338.000 tỷ đồng. Việc tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm trong những tháng đầu năm cũng không phải là chuyện hiếm khi kinh doanh phải chi lương, thưởng cho dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, mức giảm trong 2 tháng đầu năm 2023 là mức giảm mạnh nhất trong 3 năm gần đây. Điều này phần nào phản ánh sự khó khăn của các doanh nghiệp giai đoạn hiện nay. Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin về việc một số đối tượng giả danh là người của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ cấp lại mật khẩu ứng dụng VSSID nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người lao động. Cụ thể, đã có trường hợp phản ánh khi không nhớ mật khẩu ứng dụng VSSID đã bị đối tượng tự xưng là nhân viên Bảo hiểm xã hội lừa đảo chuyển tiền để được cấp lại mật khẩu. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thông tin cảnh báo tới người dân và người lao động việc cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID hoặc cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử. Hiện nay, tất cả các dịch vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai, người dân đều không phải trả phí. Do đó, bất kỳ trường hợp nào yêu cầu người dân trả phí, dịch vụ như trên đều là hành vi lừa đảo. Giá vé máy bay chặng nội địa sau dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đang được các hãng đẩy xuống rất thấp, thậm chí chỉ còn 90 đến 199.000 đồng một vé, chưa thuế phí. Đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, mức giá 90.000 đồng đến 199.000 đồng một vé, được Vietjet, Viettravel Airlines mở bán, nhiều chuyến bay còn trống chỗ. Trong khi đó, Vietnam Airlines, Bamboo Airways bán giá 700.000 đến 1,1 triệu đồng một vé. Tương tự, đường bay Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trung bình 1,5 triệu đồng một vé. Mức giá này giảm gần 50% so với dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, khi mà có thời điểm giá vé phổ thông các chặng trên lên tới 2,5 triệu đồng một vé. Sau dịp lễ 30 tháng 4, các hãng bay dự báo nhu cầu đi lại của khách giảm rất mạnh, giá vé máy bay được điều chỉnh kích cầu. Hãng bay sẽ tập trung khai thác thị trường quốc tế để cứu doanh thu nội địa sụt giảm trong vài tháng tới trước khi bước vào cao điểm hè. Bản tin cập nhật xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.